thi đại học ở Hàn Quốc đáng sợ đến mức nào. Nếu mỗi ngày ngủ quá 5 giờ thì chắc chắn sẽ trượt đại học. Ở Hàn Quốc thi đại học có thể coi là một lần thay đổi vận mệnh. Kỳ thi này áp lực không kém gì ở Trung Quốc. Ngày thi đại học thì cả nước chú ý đến. Vào ngày này các cơ quan chính phủ và các xí nghiệp đều lùi giờ làm việc. Có thể coi là một cuộc thi quyết định vận mệnh. 2 giờ sáng mà đi ngủ đối với Yoon Hee mà nói thì cực kỳ xa xỉ. Để mỗi ngày có đủ thời gian ôn bài, cô bé lúc nào cũng phải để đồng hồ báo thức bên cạnh. Dù cô bé đã đứng số 1 toàn trường trong kỳ thi thử nhưng mà vẫn không thể thôi căng thẳng. Cô bé hiểu rằng đằng sau mình luôn có một đám người rình rập vị trí số 1 này như hổ đói. Trước ngày thi đại học ngày nào cũng là một trận chiến. Đối với một người đứng nhất trường như cô bé, thời gian học mỗi ngày đều vượt quá 10 giờ. Học thuộc lòng cả quyển sách và viết ra được là một yêu cầu cơ bản của học sinh. Nếu không thể viết lại nội dung quyển sách thì sẽ viết cho đến khi thuộc cả quyển sách thì thôi. Lúc viết nhiều nhất có thể viết kín 30 tờ giấy. Trên tay của cô bé 16 tuổi này toàn là vết thương và chai vì cầm bút. Cường độ học tập như thế này làm Yoon Hee cảm thấy rất mệt mỏi, bàn tay cũng rã rời. Cuối cùng cô bé sẽ buộc cái nịt lên tay để cố định cả tay mình. Như vậy thì tay của cô bé sẽ không vì run rẩy mà không khống chế được nữa. Dù là ngón tay không còn lực nhưng mà cổ tay còn hoạt động được, thì Yoon Hee vẫn sẽ viết như một cái máy. Những người nửa đêm vẫn thức học bài như Yoon Hee có rất nhiều. Rất nhiều học sinh đều phát trực tiếp để khích lệ bản thân. Những học sinh xem các bạn khác phát trực tiếp học bài thâu đêm cũng bị kích động theo. Kể cả đang nằm trên giường thì sẽ tiếp tục bò dậy học bài. Thời gian biểu của Yoon Hee được sắp xếp kín mít, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Để kế hoạch mình đã đặt ra đều hoàn thành được. Đến cả ăn, đi vệ sinh cũng phải đúng giờ mới được làm. Ngoài kế hoạch hàng ngày, Yoon Hee còn có kế hoạch hàng tuần, hàng tháng. Nếu như hôm nay lười biếng thế thì mấy ngày hôm sau sẽ khổ vô cùng. Học tập với cường độ cao như thế này, người làm bạn với Yoon Hee chính là các loại cà phê em để trong tủ. Trong thời gian thi, mỗi ngày em đều phải giấu mẹ uống cà phê để tỉnh táo hơn. Một buổi tối mà uống hết 5-6 bình, mà đây mới chỉ là học sinh lớp 9. Tỷ lệ đỗ đại học ở Hàn Quốc là 50%. Chọn một trường cấp 3 tốt vô cùng ảnh hưởng đến việc thi đại học sau này. Trong đó tỷ lệ chọn từ các trường cấp 3 dân lập là cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Yoon Hee lại liều mình như vậy. Mục tiêu của cô bé chính là trường tư. Tuy rằng ở trường hiện tại thành tích của Yoon Hee vẫn luôn đứng nhất, nhưng Yoon Hee hiểu rằng vị trí số 1 này cũng không là gì. Những đối thủ thực sự của Yoon Hee là những bạn trường khác. Gần đây, mỗi ngày Yoon Hee chỉ dám ngủ 3-4 tiếng. Bởi vì sắp đến kỳ thi rồi, đối với Yoon Hee thì bài kiểm tra lần này chính là một cánh cửa lớn. Để vào được trường dân lập có một quy định bất thành văn, đó chính là học trước ít nhất 2 năm. Điều đó nghĩa là khi học cấp 2 đã phải học kiến thức lớp 10 và 11. Đây chính là bí mật mà mọi người đều biết. Ở Hàn Quốc cứ 100 học sinh cấp 3 thì có 8 em đã học kiến thức cấp 3 từ tiểu học. Vì học trước kiến thức, đề thi đại học càng ngày càng khó hơn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Dù người đứng nhất trường như Yoon Hee cũng luôn cảm thấy bất an, đến mức giờ giải lao cũng học bài. Nguyên nhân khiến Yoon Hee nỗ lực như thế còn có một điều nữa. Đó chính là cô bé muốn thoát khỏi hoàn cảnh gia đình mình. Với hoàn cảnh gia đình nhà mình, Yoon Hee không phải lần đầu tiên bất mãn. Yoon Hee còn cảm thấy nơi mình sống không được gọi là thành phố mà gọi là thôn thì đúng hơn. Vì hoàn cảnh gia đình, Yoon Hee càng nỗ lực học tập hơn. Mà các bạn học của Yoon Hee vì hoàn cảnh gia đình ưu việt đã đi học thêm hết chương trình cấp 2 rồi. Thậm chí còn có một số quái vật kinh khủng hơn nữa. Là một người xuất thân từ nơi khỉ ho cỏ gáy, càng là gần thi đại học Yoon Hee càng sợ hơn. Đối với Yoon Hee, đối thủ tương lai của mình không phải là các bạn bên cạnh mà là các bạn ở thành phố lớn như Seoul. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, bạn có đồng ý với câu này không? Đối với Yoon Hee, dù cô bé hiểu câu này, nhưng Yoon Hee luôn dùng cách của mình để chứng minh bản thân. Đương nhiên là trừ học sinh, điều kiện kinh tế, gia đình đằng sau họ cũng quyết định lớn đến việc thi đại học. Ở Hàn Quốc có 80% học sinh tiêu tốn khoảng 350 triệu cho các lớp học thêm. Không ít các thầy giáo hiện hò ở các lớp học thêm đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà có một sự thật vô tình rằng vô số học sinh con nhà bình thường và con nhà nghèo tiêu tốn không ít tiền của gia đình, liều mạng đèn sách hơn 10 năm cũng bại bởi bức tường hiện thực này. Nỗ lực như nhau nhưng nếu sinh ra ở vùng khác nhau thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích. Càng là trường ở xa thì khả năng trượt đại học càng cao. Bọn trẻ đều hiểu nơi giá nhà càng đắt thì càng dễ vào đại học. Học tập không phụ người chăm chỉ nhưng sẽ ưu tiên người có tiền. Trong kỳ nghỉ đông, giấc ngủ của Yoon Hee vẫn luôn không đủ. Trong khi trường cho nghỉ, Yoon Hee sẽ chạy đến lớp học thêm chưa ai đến mà điên cuồng học tập. Kỳ nghỉ cuối cùng của lớp 9 cũng là cơ hội cuối cùng để Yoon Hee đuổi kịp các bạn khác. Buổi sáng 8 giờ ra khỏi cửa, buổi tối 11 giờ về đến nhà đã là chuyện thường ngày. Yoon Hee biết chỉ cần bản thân không nỗ lực thì chính là thụt lùi. Rất nhanh Yoon Hee đã trở thành học sinh cấp 3, sau khi đi học vài ngày Yoon Hee nhận được bảng điểm. Một học sinh lần nào cũng đứng nhất môn toán như Yoon Hee. Trong bài kiểm tra lần này có 395 học sinh thì Yoon Hee xếp thứ 313. Những học sinh giống như Yoon Hee có rất nhiều. Chỉ có những học sinh cực kỳ xuất sắc mới có thể vào trường cấp 3 ngon. Mấy tháng nữa Ju Ho cũng phải bắt đầu cuộc sống lớp 12. Dù là đã học ở đây 2 năm nhưng Yoon Hee vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được cường độ học tập cao ở đây. Buổi sáng dậy đều mắt nhắm mắt mở. Điều kiện gia đình của Ju Ho không phải là xuất sắc. Thế nên so với người khác cậu càng muốn thông qua học tập để thay đổi điều đó. Nhưng dù mỗi ngày đều dùng nửa thời gian để học toán,
xuất phát điểm thấp lại không đi học thêm nên thành tích của Yoon Hee không có tiến bộ gì. Điều này đả kích không nhỏ đến lòng tự tôn của cậu. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn một loại kiêu ngạo khác, đó chính là người chị hơn mình một tuổi. Chị của cậu học ở một trường cấp 3 bình thường nhưng mà không bỏ lỡ học bổng năm nào. Đến cả bài thi đại học khó như thế nhưng chị Yoon Hee cũng không cần học thêm. Ngoại trừ thành tích thi đại học, nhật ký sinh hoạt ở trường cấp 3 cũng là một phần quan trọng của buổi phỏng vấn. Trong đó bao gồm học bạ và các giải thưởng, hoạt động ngoại khóa ở cấp 3. Ngược lại với hồi lớp 10 có thầy cô chỉ dạy tận tay, thì việc chị cậu một mình chuẩn bị là rất khó khăn. Chị là niềm tự hào của Juho vì trong mắt cậu không có ai nỗ lực như chị mình. Nhưng mà chị cậu đã trượt đại học. Chị cậu đuổi thằng em đến an ủi mình ra ngoài. Juho lần đầu tiên thấy chị mình như vậy, cậu vừa sợ vừa lo lắng, ngồi trong phòng mà không biết làm gì. Cuối cùng còn không gặp được chị mình đã phải về trường. Juho vẫn luôn tin là nỗ lực thì có hồi đáp. Nhưng mà trải nghiệm thất bại của chị cậu làm cậu ý thức được nỗ lực chưa chắc đã thành công. Có một câu nói rằng mọi con đường đều dẫn đến thành Rome nhưng lại có người sinh ra đã ở đó.